Mới đây, một đoàn gồm hơn 60 doanh nghiệp và đại diện các hiệp hội, cơ quan kinh tế vùng Kyushu, Nhật Bản đã đến thành phố Hồ Chí Minh để tham quan và tìm hiểu môi trường đầu tư tại khu công nghiệp Hiệp Phước. Đoàn doanh nghiệp từ Kyushu do ông Aso Yukata, Chủ tịch Hiệp hội Liên hiệp Kinh tế vùng Kyushu, em của nguyên Thủ tướng Aso và là nhân vật có ảnh hưởng rất lớn trong giới kinh doanh của vùng miền Trung dẫn đầu. Đoàn bao gồm 30 doanh nghiệp đa dạng các ngành nghề và khoảng 30 đại diện các hiệp hội, ngành hàng và cơ quan kinh tế vùng Kyushu tham gia. Trong buổi làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đã đến và tham quan tìm hiểu môi trường đầu tư tại khu công nghiệp Hiệp Phước. Đây là một trong 7 khu công nghiệp mới của thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, Hiệp Phước cũng là khu công nghiệp lớn nhất và duy nhất có hệ thống cảng biển nằm trong khu công nghiệp, với hệ thống các sản phẩm cho thuê đa dạng như đất, nhà xưởng xây sẵn, các nhà xưởng cao tầng. Đặc biệt, khu kỹ nghệ Việt-Nhật, một dự án hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản nhằm hướng đến cung ứng các nhà xưởng xây sẵn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành công nghiệp hỗ trợ của Nhật. Sau khi nghe giới thiệu, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đặt câu hỏi về thủ tục đầu tư, điều kiện thuê đất, nhà xưởng cũng như chính sách ưu đãi thuế khi đầu tư vào đây. Đại diện khu kỹ nghệ Việt-Nhật cho rằng có nhiều cơ sở để kỳ vọng vào kết quả buôn làm việc này. Kyushu là vùng miền Trung của Nhật Bản. Người miền Trung, họ thích ra ngoài đầu tư nhiều nhất trong nước Nhật Bản. Tôi cũng là người miền Trung. Riêng ông Aso, trưởng đoàn này, là em của nguyên Thủ tướng Nhật Bản. Việc ông đi và làm cố vấn như vậy là một lợi thế rất lớn để các doanh nghiệp này tin tưởng chúng tôi. Họ có thể trực tiếp đến đầu tư hoặc kêu gọi thêm những doanh nghiệp khác đến với chúng tôi. Dù buổi làm việc trong thời gian rất hạn hẹp, nhưng tôi nghĩ kết quả rất đáng kỳ vọng. Trong chuyến làm việc này, đoàn kinh tế Kyushu cũng đã đến thị sát công trình tàu điện ngầm tại thành phố Hồ Chí Minh và công ty Ajinomoto ở Đồng Nai. Sau đó, đoàn đã đến Hà Nội và có buổi làm việc với Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư.